Thưa quý vị, một nam thanh niên chạy xe máy đã tông vào xe đầu kéo đang rẽ phải trên quốc lộ 1 thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khiến người này tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng, anh NTS, 21 tuổi, quê Trảng Bơm, Đồng Nai, chạy xe máy đến trước khu di tích Đền Hùng thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, thì tông vào hông phải của chiếc xe đầu kéo do tài xế NVN, 26 tuổi, quê Nghệ An điều khiển, chạy cùng chiều, đang rẽ phải để vào cổng khu di tích Đền Hùng của tông mạnh làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy vỡ nát, riêng chiếc xe đầu kéo dừng cách hiện trường khoảng 20m. Nhận thông tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết, trước cổng khu di tích Đền Hùng là bãi đất trống, nên thường có nhiều phương tiện tấp vào đây đậu để tài xế ngủ và ăn khuya.